Kính chào anh chị! Sau đây, em sẽ hướng dẫn anh chị thực hiện lập chứng từ mua hàng nhập khẩu không qua kho. Anh chị theo dõi ví dụ sau đây. Với nghiệp vụ trên, anh chị thực hiện trên phần mềm với 3 bước như sau. Bước 1. Hạch toán chi phí trước hải quan. Bước 2. Hạch toán chi phí vận chuyển về giao ngay cho khách hàng. Và bước 3 là hạch toán chứng từ mua hàng nhập khẩu không qua kho. Bây giờ, mời anh chị theo dõi các bước thực hiện chi tiết như sau. Bước 1. Hạch toán chi phí trước hải quan. Trước tiên thì anh chị cần vào danh mục vật tư hàng hóa để khai báo hàng hóa là chi phí trước hải quan có tính chất là dịch vụ. Tiếp theo, anh chị vào phân hệ mua hàng. Tại tab mua hàng hóa dịch vụ, anh chị nhấn thêm và chọn chứng từ mua dịch vụ. Tại đây, anh chị lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua dịch vụ. Tiếp theo, anh chị xác nhận việc lập chứng từ mua dịch vụ có nhận kèm hóa đơn hay không hoặc là không có hóa đơn bằng cách chọn các nội dung tương ứng tại đây. Tiếp theo, anh chị tích chọn là chi phí mua hàng và khai báo thông tin chi tiết về phí trước hải quan như là nhà cung cấp, lý do chi và các thông tin khác. Sau đó, anh chị khai báo ngày hạch toán, ngày chứng từ và số chứng từ. Tại tab hạch toán, anh chị chọn mã dịch vụ. Tiếp theo, anh chị nhập số tiền. Trường hợp mà ở trên anh chị lựa chọn nhận kèm hóa đơn thì anh chị khai báo các thông tin thuế suất và hóa đơn tại tab thuế. Sau khi khai báo xong các thông tin trên, anh chị nhấn cất. Tiếp theo, anh chị thực hiện bước 2, hạch toán chi phí vận chuyển hàng về giao ngay cho khách hàng. Anh chị cũng thực hiện việc thêm chứng từ mua dịch vụ tương tự như ở bước 1, hạch toán chi phí trước hải quan. Cuối cùng, anh chị thực hiện bước 3, hạch toán chứng từ mua hàng nhập khẩu không qua kho. Trên phân hệ mua hàng, tại tab mua hàng hóa dịch vụ, anh chị nhấn thêm và chọn chứng từ mua hàng hóa. Anh chị chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là mua hàng nhập khẩu không qua kho. Sau đó, lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là chưa thanh toán hoặc thanh toán ngay. Việc lựa chọn phương thức thanh toán và loại chứng từ là để phần mềm căn cứ vào đó tự động định khoản giúp anh chị. Tiếp theo, anh chị khai báo thông tin nhà cung cấp, người nhận, lý do chi. Anh chị chọn nhân viên mua hàng. Sau đó nhập thông tin của chứng từ. Trường hợp chưa thanh toán thì anh chị khai báo điều khoản thanh toán, số ngày được nợ, hạn thanh toán của nhà cung cấp. Trường hợp tại menu danh mục nhà cung cấp, anh chị đã khai báo những thông tin này gắn với từng nhà cung cấp rồi thì tại đây anh chị không cần phải khai báo lại nữa vì hệ thống đã tự động lấy lên giúp anh chị. Tiếp theo, anh chị chọn loại tiền hạch toán và nhập tỷ giá tương ứng. Tại tab hàng tiền, anh chị chọn vật tư hàng hóa mua về. Anh chị có thể gõ mã hàng hay tên hàng để chương trình tự động lọc ra các hàng hóa cho anh chị lựa chọn. Trường hợp khi khai báo danh mục vật tư hàng hóa, anh chị đã chọn tài khoản chi phí cho vật tư hàng hóa, thì tại đây khi chọn mã hàng thì phần mềm sẽ tự động lấy lên thông tin tài khoản chi phí đã khai báo. Tiếp theo, anh chị nhập số lượng, đơn giá theo nguyên tệ. Phần mềm sẽ tự động quy đổi thành tiền ra Việt Nam đồng tại cột thành tiền quy đổi. Anh chị nhập tỷ lệ chiết khấu nếu có. Tại tab thuế, anh chị khai báo thông tin về thuế suất thuế nhập khẩu và thuế suất thuế giá trị gia tăng. Trường hợp mà thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu trên tờ khai hải quan có giá trị khác, anh chị có thể nhập trực tiếp số tiền thuế. Tiếp theo, anh chị chuyển sang tab phí trước hải quan và chọn chứng từ hạch toán chi phí trước hải quan đã được lập ở bước 1. Anh chị nhấn chọn nhà cung cấp và thiết lập khoảng thời gian lọc chứng từ hạch toán chi phí trước hải quan. Sau đó, nhấn lấy dữ liệu. Anh chị tích chọn chứng từ chi phí trước hải quan của hàng hóa nhập khẩu và nhấn đồng ý. Anh chị thực hiện phân bổ chi phí trước hải quan cho từng mặt hàng nhập khẩu bằng cách nhấn chọn chức năng phân bổ chi phí. Tại đây, anh chị lựa chọn phương thức phân bổ và nhấn phân bổ. Hệ thống sẽ tự động tính ra giá trị phí trước hải quan dựa theo tỷ lệ phân bổ các mặt hàng nhập khẩu. Anh chị nhấn đồng ý để hoàn thành việc phân bổ chi phí trước hải quan. Tiếp theo, anh chị chuyển sang tab chi phí mua hàng để thực hiện phân bổ chi phí vận chuyển hàng về nhập kho đã hạch toán tại bước 2. Anh chị cũng thực hiện hiện việc phân bổ tương tự như việc phân bổ phí trước hải quan đã thực hiện ở trên. Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức thanh toán ngay, thì hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt hoặc thông qua ngân hàng mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ quỹ hoặc ngân hàng. Cách chị chuyển sang tab hóa đơn để khai báo thông tin hóa đơn thương mại của hàng nhập khẩu. Sau khi khai báo xong các thông tin trên, anh chị nhấn cắt. Tại đây thì anh chị có thể in được chứng từ mua hàng bằng cách tích chọn chức năng in, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in. Như vậy là em đã hướng dẫn các anh chị thực hiện xong nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu không qua kho. Xin cảm ơn và chúc các anh chị thực hiện thành công. Trong quá trình làm, anh chị có vấn đề nào thắc mắc, cần được giải đáp và hỗ trợ thì anh chị đừng ngại tham gia và đăng bài trên cộng đồng hỗ trợ MISA SME nhé.